đối với nhiều người thì cái việc mà có một cái group và có người đăng ở trong bạn đăng bài trong group như thế này là bình thường luôn ạ nhưng mà đối với mình thì đấy là một điều rất là tuyệt vời và mình cảm thấy rất vui bởi vì trước trước giờ cái group này của mình có một nghìn người nó ít lắm nhỏ lắm xinh lắm và uh, hầu hết các bài đăng của mình ngoài ra thì nó là the group của mình nên là các bạn nào mà đã có xem những cái video của mình hay xem tất cả mọi thứ của mình thì mình rất khắt khe với âm nhạc thậm chí quan điểm của mình thì rất khắt khe chính vì sự khắt khe đấy thì mình hay kiểu làm quan trọng hóa vấn đề lên nên là nhiều người người ta không không thích điều đó nhưng mà cái việc quan trọng hóa vấn đề sẽ giúp các bạn có một cái quan điểm đúng và các bạn sẽ cũng tập trung hơn cái việc phát triển đó vì thế là cái group của mình có thể nó ít nhưng cộng đồng của nó cũng quanh quanh những cái người mà cũng quan điểm giống mình thôi đó nên là mình cảm thấy là cái cộng đồng của mình nó khá lành mạnh và không bị tô xích nhiều ngay cả các bài đăng của các bạn đây các bạn hãy nhìn thấy này đấy nó cũng rất là tử tế nó rất là dễ đọc dễ hiểu này đấy tất cả mọi thứ luôn ủa wow, mình còn viết còn viết còn tốt hơn cả mình cơ đấy mình cũng đăng bài này nhá tức là mình vừa đăng xong 11 phút trước xong mình cũng đăng một bài tương tự này nhưng mà sau đó thì mình vào group mình phát hiện ra Ôi có hai bạn đăng cái này rồi và các bạn comment rất là ok nhá các bạn comment nó không bị tô xích nó không bị chửi bới tại vì hầu như là cái quan điểm của mình ấy mình không muốn tạo ra một cái cộng đồng cô tô xích cứ ai tô xích là mình sút ra khỏi cộng đồng luôn và tất cả những người mà linh tinh là mình sút hết để mình mình mong muốn được có một cái cộng đồng nó lành mạnh đấy mọi người nhìn thấy rất rất ok và rất là well mọi người cứ trong cái group kiểu dạng như này tạo ra một cộng đồng lành mạnh thì mình cảm thấy vui hơn và mọi người sẽ học tập vui hơn và mọi người cũng sẽ sẽ có cái năng lượng tốt hơn rõ ràng là hay hơn đúng không ạ và mình mong muốn tạo ra một cộng đồng như thế tất nhiên là tạo như vậy thì nó cũng sẽ ít người và bản thân mình mình cũng làm thằng khắt khe thành ra là Group nó có thể là ít người, trước giờ mình cũng khá là cô đơn nhưng mà dạo này mình rất vui thì bị có những bạn đăng hộ mình rồi và các bạn viết các, này, các bạn hãy nhìn đấy này. Cái sự viết của các bạn thì thôi rồi, còn hơn cả mình. Rất là kỹ luôn, rất là kỹ luôn. Đó, rất là kỹ luôn, đó. Đó, rất là tuyệt vời. Hy vọng là cái cộng đồng của mình nó dần dần nó cũng sẽ phát triển tốt hơn, đi theo đúng hướng tốt và dành cho những bạn mà yêu thích âm nhạc, phát triển âm nhạc mà muốn một cái cộng đồng nó lành mạnh thay vì một cái cộng đồng cô xích thay vì một cái cộng đồng toàn scam thay vì một cộng đồng là đi flexing nhau là chính chứ còn làm nhạc là ít với cả cái việc mình không làm cũng làm đấy, 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 mình đã bắt đầu kiểu hơi tô xích đấy à, bản mình thật tô xích chúa luôn nên ra mình cũng ngại xây dựng một cái cộng đồng to mình thích xây dựng một cái cộng đồng nhỏ nhưng mà nó lành lặn và nó tốt đấy, đấy là cái mong muốn của mình